Bài thiền hôm nay có cái tên gọi là Long Sat Nam. Long là dài, và mình sẽ niệm cái chú Sat Nam. Cái chữ Sat đó, khi mà mình nói Sat Nam, khi mình nói ở cuối lớp đó, thì nó chỉ là hơi dài thôi ha. Là Sat mình sẽ nói là 2/3, Nam là 1/3. Còn cái trong cái bài thiền này đó, thì mình nói sát đó là coi như gần như là hết cái 3 phần đó luôn, là mình sẽ sát với một cái hơi dài của mình cho tới khi nào mình hết hơi, lúc đó mình mới nói nam, mà nam mình nói ngắn thôi. Thì cái đó là cái mới là của cái bài thiền Long Sát Nam ha. Thì cái mudra là cái tư thế tay á, là mình sẽ đặt tay trái phía trước ngực của mình, giống như mình cầm quyển sách đó. Rồi mình đặt bàn tay phải lên trên. Rồi mình đặt cái ngón tay cái bên trái vào lòng bàn tay phải. Rồi cái ngón tay phải á, mình sẽ bắt chéo với cái ngón cái tay trái như thế này. Và mình để trước ngực mình như vậy, giống như đọc sách vậy đó. Rồi cái mắt của mình sẽ nhắm xuống 9/10. Là mình nhìn vô cái lòng bàn tay của mình. Và cái hơi thở thì mình sẽ hít vô thật sâu. Rồi mình sẽ bắt đầu tụng cái chữ nạ sát thật là dài cho tới khi nào mình hết hơi, mình nói chữ nam ngắn thật. Thì mình sẽ làm trước một lần rồi cả lớp mình sẽ cùng làm theo. Và cái bài này thì mình có thể làm từ 3 cho tới 11 phút. Thì cái hiệu quả của cái bài này nó sẽ giúp cho mình giải tỏa những cái stress của mình, và nó giúp mình tìm lại được cái cân bằng, hoặc là nó làm chung dung lại những cái áp lực mà mình đang trải nghiệm trong cuộc sống của mình á. Thì nó giúp mình rất là thư giãn và nhẹ nhàng. Và khi mình làm cái bài này đó, mình hãy cảm nhận cái chữ Sat Nam nó rung động ở ngay đây nha. À, ngay đây, ngay giữa trán của mình, nói chung là cái vùng đầu trán hoặc là ngay trên đỉnh đầu của mình. À, mình sẽ vào tư thế là mình sẽ làm trước, và mình sẽ làm 3 phút nha. Để hít vô thật sâu, mình bắt đầu Nam. Và bây giờ mình cả lớp mình cùng một tiếng hô hấp sa Nam.
Lần chó À, mình giữ nguyên tư thế, hít vô thật sâu, nín thở ở lại bên trong, lỏng người, mắt nhắm lại, tập trung vào trạng thái shunya. Cảm nhận cái sự hài hòa trong cơ thể, sự thư giãn sâu, thở ra, hít vô, nín thở, trở về shunya, trạng thái thư giãn. Lần chót hít vô, nín thở, trở về shunya. À, mình giơ hai tay lên, đặt hai tay mạnh, mình chắp hai tay lại, xoa hai tay cho thật nóng để kết thúc lớp học hôm nay. Mình sẽ niệm chữ sát nam như bình thường là 2/3 sát, 1/3 nào. Mình chắp hai tay lại, đến tay vào giữa. Ngồi lưng thẳng, thả lỏng vai, cầm hơi cúi xuống, mặt bình thản và hơi mỉm cười. Cô thở ra. Cô thở ra, hít vô, thở ra, hít vô thật sâu, mình bắt đầu. Và mình cúi đầu xuống cho máu trong đầu và trong tim phân vùng trở lại. Và mình từ từ ngồi dậy trở lại. Nam xin cảm ơn cả nhà đã có mặt ngày hôm nay. Chúc cả nhà luôn luôn được mạnh khỏe, thật là bình an và luôn luôn được sự an lạc trong cuộc sống.
nam.